Hai cơ. Đi tiếp đi. Ba thằng bốn. Thắng lời, thắng lời. Đưa chán đây, đưa chán đây. Tập. Bỏ tay ra. Sao? À, thì bây giờ chơi đã kỳ ra rồi. Em mà thua thì em bị anh búng chán ba cái cơ mà. Nào, bỏ tay ra. Đau lắm. Đau thì không phải chịu chứ. Đã bảo từ trước rồi. Nào. Anh có phải là chồng em không đấy? Chồng là chồng, còn chơi là chơi. Đã giao kèo với nhau từ trước rồi. Em buồn cười thật. Đưa chán đây nhanh lên. Đau đi. Hai cái nữa. Nhẹ tay thôi. Nhẹ rồi đấy. Chia bài đi. Chia bài nhé. Ừ. Chơi tiếp nhá. Chơi tiếp. Ừ. Cổ này. Ở đây rồi. Anh em. 6, 7, 8, 9, 10, GQK. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đôi. Đây. Anh ra gì đây? Đánh đầu đi. Ừ. Nào, chơi tiếp không? Này, anh có vẻ vui quá nhở? Thì chẳng vui, thắng thì chẳng vui, chẳng lẽ lại buồn. Mặt hớn hở lắm. Này, mà nói trước nha. Ờ, đây là vợ rủ chồng chơi đấy, không được thù vặt đâu. Ừ, hâm mà. Trẻ con đâu mà phải thù vặt mấy cái chuyện linh tinh. Chơi là chơi, đúng không? Thật à? Ừ. Ủa? Vợ anh hôm nay lại tuyệt vời thế cơ. Hôm nào mà chả tuyệt vời. Thôi, giờ em đi vào nấu cơm đã, tí chơi sau nhá. À. Bánh bao ở đâu ấy? Này, hôm qua ấy, em đi lễ chùa. Thế là em xin được cái bánh bao chay này này. Anh biết cái bánh bao này là đại diện cho cái gì không? Đại diện cho cái gì? May mắn, tài lộc, phú quý, bình an. Đấy, nên là em nhất quyết đem xin về cho anh đấy. Anh ăn đi. Mà em bảo này, cái bánh này là không được bỏ dở đâu nhá. Ăn là phải ăn hết. Nếu như mà anh bỏ thừa ấy là mất hết tất cả may mắn và linh thiêng đấy. Ừ. Thấy chưa? Thôi rồi, tí anh ăn. Anh đang giải quyết một tí công việc đấy. Sao đấy? Giờ gửi à? À không không, tự dưng là em lại nghĩ đến mấy cái chuyện buồn cười công ty mà. Ừ. Thôi nhớ ăn đi nhá, em vào bếp tí. Rồi. Ôi dồi ôi, lâu lắm không đi bộ. Nay đi bộ một tí, vừa mệt vừa đói con ạ. À, mẹ đói à? Đây, mẹ làm chén nước với cả mẹ ăn cái bánh bao này đi. Bánh bao ở đâu đấy con? Lộc đấy mẹ. Nghe thấy vợ con bảo là đi lễ xong rồi cái bánh này nha đã được cúng rồi. Thế cho nên là cái bánh này nó mang cái ý nghĩa là tài lộc, phú quý, may mắn. Thế con ăn đi, chắc là vợ con nó muốn mang phú quý may mắn lên cho con đấy. Con ăn đi. Thế nhưng mà bây giờ con lại muốn mang những cái phú quý, may mắn và hạnh phúc đấy dành cho mẹ cơ. Mà này mẹ ơi, vợ con bảo nhá,
ăn là phải ăn hết, bởi vì đây là lộc thánh, không được bỏ thừa. Bỏ thừa là thánh sẽ phạt. À, những cái điều mà mẹ mong ước nhá, nó sẽ đi ngược với ước mong của mẹ đấy. Không ăn hết. Vâng. Những cái điều ước của mẹ nó sẽ đi ngược lại. Vâng. Thôi được rồi, mẹ ăn nhé. Vâng, đang mẹ ăn đi nhá. Con lên nhà đi. Không này, tâm lý mẹ ghê. Ôi, ở cay quá. Không được bỏ. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm sao đấy ạ? Chắc là mẹ bị đau dạ dày. Đau dạ dày á? Ừ. Sao lại tái phát đau dạ dày vào lúc này nhở? Mẹ ăn cái bánh bao bên trong nó có ớt, mẹ nghĩ là dạ dày mẹ tái phát. Không dám bỏ mẹ ăn hết chứ. Mẹ không thích cái bánh bao này ạ? Ăn hết con mất lộc này. Thế sao mẹ anh lại đưa cho mẹ ăn cái bánh bao này? Mẹ đau dạ dày mà anh hại mẹ rồi. Thì anh thấy mẹ đang đói thế là anh đưa cho mẹ ăn. Nhưng mà đây là cái bánh bao mà em làm riêng cho anh. Em làm riêng cho anh. Thế là trong cái bánh bao nó có ớt. Thế là em muốn hại anh đúng không? Em vẫn cay cú ở vụ lúc anh chơi bài thắng anh búng chán em đúng không? À, ui, đưa mẹ đi viện. Mẹ. Mẹ.